Đấy, anh em thấy nó lại lên rồi. Đấy, đây là thiên nga tím rồi chứ đâu phải thiên nga đen nữa đâu mà. Nó lên rồi này, thiên nga tím đấy chứ. Thiên nga đen gì chỗ này? Đúng không? Hôm qua mình còn nói với anh em, đấy hôm qua là tất cả nó sập sệ đúng không? Hoảng loạn, ui, kêu gào khắp nơi. Kêu tùm hết khắp nơi, chim vạc, cò vạc kêu khắp nơi. Hôm nay nó lật nó phát lên tăng 5% như thế này. Khác gì trần rồi không? Đấy, như cái con này hôm qua mình còn kêu anh em là canh người ta bán tháo ấy, người ta hoảng loạn lo lắng sợ hãi, người ta bán hoảng loạn về những cái vùng dưới này mua này thì nó an toàn hơn đúng không? Nhưng mà người ta đâu có sợ đâu. Đấy, người ta có bán tháo đâu. Bây giờ nó lại kéo phát lên rồi. Nó trả xuống, chẳng qua là anh em sợ chứ còn họ có sợ đâu, cho nên người ta không bán tháo và nó kéo phát lên thế này. Và nó sẽ bán ở một thời điểm khác. Đấy. Con ngon là mỗi đợt giảm là những con ngon nó sẽ xuất hiện và nó kéo lên như kiểu con vốt con viết đợt trước mình đánh cho anh em xem đấy. Đấy thì tụi mình cũng có một clip nói với anh em về con này rồi đúng không? Đấy, một clip ngắn nói về con này rồi. Thì đấy chắc chắn là được ăn rồi, có lỗ đâu mà. Chắc chắn ăn. Có clip rồi đấy, có clip mấy bữa trước anh em về con sữa thì bây giờ có mua thêm nhưng mà nó có bị bán tháo về đây đâu, người ta có sợ đâu, người ta có bán tháo đâu. Anh em sợ là do anh em bị tác động bởi người khác thôi, dằm ba cái tin kiểu nào Nhật rồi Mỹ rồi Hàn các thứ rồi Bitcoin rồi này mấy cái tin kiểu thiên nga đen vớ vẩn vẩn chiến tranh như chiếc nó vẫn lên rồi đấy, thực tế nó vẫn lên rồi. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều mã thôi chứ mình lười không đi tìm bởi vì là có hơn 1.000 mã cơ mà đúng không, hơn 1.000 mã mà làm sao mà tìm hết được, chẳng qua là ham ăn lười làm ham ăn lười làm thì không chịu đi tìm kiếm thôi chứ còn nó đầy ra. Và anh em chỉ có nhớ mỗi nào đích nào sell với hòa phát thôi thì làm sao mà biết được, thực tế là nó vẫn đi lên này, tất cả các pha giảm kia nó chỉ là những cái điều chỉnh kỹ thuật rất bình thường thôi, bao nhiêu pha khác thôi mà, nhưng cái lỗi sợ của anh em đều sinh ra bởi người khác tác động vào này, nó cứ tím lịm này. Hay như bọn này hôm qua khi người ta bắt thì bọn này tím lịm rồi này. Đấy, tím lịm luôn lên là mầm này, tăng 7% rồi đấy. Đấy ra chứ mà tím lịm lên cho là những người ta bắt ngày hôm qua hay hôm kia hàng về này ăn mười mấy phần trăm rồi đấy, nó có liên quan gì đâu, nó tất cả những pha giảm đây nó vẫn đang vẽ đúng kỹ thuật luôn, chả liên quan gì đến mấy cái tin kia, các cái kỹ thuật này 1 2 3 nó vẫn vẫn đúng chưa đấy, như anh gì vẫn rất chuẩn kỹ thuật, chả liên quan gì đến mấy cái tin kia nữa hả. Còn ma san này như thế này, hôm qua chả kêu anh em là có mua thì xuống cái chỗ vùng đáy dâu rút dâu thì cái vùng hỗ trợ này mà mua đúng không, đấy hôm nay nó tăng 4% đấy và cũng có thêm 5 nhịp ở đây đúng không, nhưng mà anh em sợ là không dám đánh, toàn đánh ở tận đâu ấy lên à. Thì mua đây có vẻ là cũng ngon lành hơn không, an toàn hơn việc anh em mua phí tít lên trên, nhưng mà không dám mua là bởi vì hôm nay còn đang sợ sợ thiên nga đen vừa vá vẩn cổ phiếu thì trả tiền tập trung vào mà đánh thì cứ đi đánh mấy cái tin tức kia ham ăn lười làm xong toàn đi ngóng 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 cái chuyện đâu đâu đúng không. Đấy, nó có hơn 1.000 mã anh em làm gì đi kiếm đâu, nên là mình bảo anh em thôi thì lười thì đi tìm 30 mã trong cái rổ VN30 đấy, nó có 30 mã thôi, còn chịu khó thì đi tìm 1.000 mã kia, có thị trường hơn 1.000 mã mà thiếu gì đâu, đâu phải là mỗi mấy mã này đâu đấy, tập trung vào đừng không nó không liên quan gì tin tức đâu, chỉ số thì chết lên à. Lên nó vẫn tái tích lũy đây rồi loại đi lên nha anh em, cứ đánh thoải mái đi sợi
lỗi sợ của anh em là đều là do anh em đi nghe ngóng cái vớ vẩn ngoài kia. Bây giờ dẹp hết, mình vẫn nói anh em dẹp hết những cái tin đấy đi và chỉ tập trung vào cái xem cái bảng chat này thôi này, đừng có xem tin tức nữa. Trên kênh của mình thì có cái clip dài 7 tiếng đấy, dài 7 tiếng là kiểm soát cảm xúc bằng tâm lý học hành vi đấy, có clip đấy, có cái sách nói đấy, 7 tiếng anh em nên nghe cái cuốn đấy, rất là hay đấy. Thế nha anh em, đừng chứ đừng đi đọc tin làm gì, lỗi sợ của anh em đều là do người khác tác động vào. Nó lên là mầm này, nhìn quàn gì đâu, quên hết ba cái chuyện tào lao ông quàn. Bây giờ thì không mua được những mã như này thì không mua được, lại phải chờ một nhịp khác. Đấy, lại phải chờ một nhịp khác thôi. Còn thì mình có clip nói chuyện với anh em đấy không? Đấy, tụi mình mua con này và đã được ăn đấy, chắc chắn ăn rồi. Đấy, cũng ăn được một ít rồi. Và con liên tiếp này. Thế nhá, anh em thì dẹp bớt cái tin linh tinh đi. Thiên nga tím hết rồi mà. Không có thiên nga đen đâu, thiên nga tím.